Alo, chào quý đạo hữu đã quay trở lại với cái series học GRBC mà để mình đi kiếm lương 1.000 đô. Thì ở những video trước mình đã giới thiệu cho quý vị được ba cái loại API ở trong GRBC. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái loại API cuối cùng ở trong GRBC, đó là Bidirectional Streaming API. Thì nghe cái tên là các bạn cũng có thể là mường tượng được rồi, đúng không? Nó bidirection có nghĩa là nó cả hai chiều, cái gì mà nó bay á, giống như là hai chiều vậy đó, bidirectional huh? Giống như là mấy cái kiểu mà nó mấy ông hay hay gọi ấy đó, nhưng mà thôi bỏ đi ha. Bây giờ mình cứ bidirectional streaming API, nghĩa là mình sẽ có một cái dạng API mà mình sẽ gửi nhiều cái request lên cho server, và server nó cũng sẽ gửi nhiều cái response cho client ha. Đó gọi là bidirectional, nghĩa là hai chiều. Đó. Thì nó phù hợp cho những cái tình huống nào, nghĩa là khi cả client và server nó cần gửi nhiều data cho nhau và nó bất đồng bộ, nghĩa là ok, anh data thì anh client thì anh cứ gửi data lên server mà anh cứ gửi, còn server thì cứ gửi data và client nó cứ gửi qua gửi lại cho nhau. Hoặc là ở trong một cái kiểu giống như là chat protocol đó, thì server nó cần đẩy cái những cái message mới về cho client, cho đồng thời thì client nó cũng cũng đẩy những cái message của nó, muốn nó message chat của nó đi lên trên server, nghĩa là một cái chat protocol đó. Đó. Hoặc là những cái long running connection, nghĩa là những cái connection mà nó cần kết nối lâu dài. Đó. Giống như là những cái kết nối mà ngày xưa mình dùng là dạng như là socket ấy, là những cái kết nối lâu dài. Khi mà mình đã connect lên rồi là mình sẽ giữ cái connect đó, mình giữ cái kết nối đó để mà mình có thể giao tiếp với nhau liên tục. Thì ngày xưa trong mình hay sử dụng, nghĩa là sử dụng socket mà dễ nhất là cái ông web socket á. Ok, mình connect lên cái ông URL đó, socket URL đó, thì mình sẽ giữ lại cái connection đó, và khi mà mình cần bắn cái thông tin gì lên thì mình cứ bắn về, bắn lên trên cái đường socket, và server nó respond về thì nó cũng respond trên cái đường socket đó. Thì cái anh bidirectional streaming API này thì nó cũng như vậy, nó cũng giống hệt như vậy, nhưng mà nó hướng về cái API nhiều hơn, nghĩa là nó hướng focus cho mình cái chuyện là ok, request nào và respond nào luôn ha, chứ nó không có phức tạp giống như là socket. Thì mình có cái connection đó, mình sẽ chia theo cái loại. Cái loại đó là ví dụ như cái loại message đó là loại gì, nó thuộc về request gì, cái kiểu kiểu là mình tự xử lý. Còn hôm nay thì nó chia ra cho mình sẵn luôn ha. Thì như các bạn có thể tưởng tượng được đúng không? Đây là streaming client, thì mình sẽ có từ stream ở đằng trước, streaming server thì stream ở đằng sau, còn bidirection này thì mình sẽ có từ stream ở cả trước và sau. Thì bây giờ mình sẽ implement một cái API gọi là tìm cái con số lớn nhất. À, có nghĩa là client nó sẽ gửi lên nhiều cái con số, thì server nó sẽ trả về cho client là cái con số mà lớn nhất trong những con số mà thằng client đã gửi lên. Đó. Rồi, bây giờ mình bắt tay vào mình define cái service. Thì define nó cũng đơn giản thôi, tìm map rồi, và mình cũng return là stream file map response. Ok, đó. Thì mình đã define xong cái service rồi. Bây giờ mình sẽ define cái message cho
cái Find My Request và cái Find My Reborn của mình. Thì bây giờ mình khi mà mình request lên thì mình vừa request là một con số, mình đặt tên nó là num đi. Rồi, và cái message cho Find My Response thì nó sẽ là in 32 luôn và mình đặt tên nó là mask. Rồi, ok. Vậy là coi như là mình đã define xong cái API Find Mask. Nó là bidirectional streaming, nó có hai kiểu stream. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lệnh mask gen cd creator gen. Rồi, lệnh chạy bình thường. Thì ở đây mình sẽ thấy nó thêm mới đây. Calculator Find Mask Client đó, rồi Calculator Client Service thì cái này dành cho cái phần client của mình. Rồi mình tìm cái phần server đâu. Find Mask Server đây. Và Calculator rồi ta. Đây. Calculator Service Server đây. Rồi, mình copy lại. Đấy, công thức copy 1000 đô. Rồi bây giờ mình sẽ implement cái thằng server của mình. Rồi. Thì cái này nó sẽ là stream đúng không? Giống như tất cả những cái bài mà mình đã từng làm thôi. Rồi, thì cái thằng server mình sẽ xử lý như thế nào đây? Thì cái anh server của mình á, thì đầu tiên là mình cứ lock ra nó đã đi đúng không? Bring là nghĩa là nó đã gọi vô cái hàm file mask của mình. Rồi, đầu tiên là nó đã gọi vô cái hàm file mask rồi của mình rồi, ok. Sau đó thì sao? Có nghĩa là trong trường hợp này client nó sẽ gửi nhiều request thì tất nhiên là mình sẽ có một cái dòng for để mình có thể là mình nhận cái response từ quên nhận cái request từ cái ông client ông gửi lên. Thì cái hàng stream này nó sẽ sử dụng cái thằng hàm receive của nó đúng không? Thì receive nó sẽ trả về một cái là request và arrow. Thì cũng tương tự giống như những cái thằng mà gọi là client streaming ở video trước đó, thì mình cũng bắt đầu mình sẽ xử lý là end file này, xử lý arrow ha. Đó, ở đây mình return arrow ha. Đó, này bữa mình thiếu tại vì cái hàm chỗ này nó return arrow nè, mình có return arrow. Rồi bây giờ mình cũng sẽ xử lý y chang vậy. Rồi nè, kinh nghiệm copy path ha, copy path code là dễ. Nói thật ra nếu mấy ông mà đi code tới cái tầm này á, tầm mà 3 4 năm trở lên rồi á, thì các ông thấy thật ra cái việc đi code của ông mà chỉ toàn là đi copy path thôi. Tất cả mọi giải thuật của ông mấy ông còn toàn là copy từ một vài project cũ đó, hoặc là copy từ Stack Overflow. Đó. Copy về sửa tên, sửa biến, sửa lốc này kia kiểu là nó thành cái code của mình. Đó. Vậy mà ông nào cũng lương 1000 đô hết, tôi thề luôn, mấy thằng bạn tôi thằng nào lương cũng 1000 đô trở lên hết, không hiểu được. Đi làm IT sướng lắm mấy lập trình này. Rồi thì trong cái end file này thì trong trường hợp này cái end file này thì mình sẽ không làm gì hết, mình chỉ return nên. Tại vì sao? Tại vì trong trường hợp này là nó báo là client nó đã ngắt connection với mình rồi, nó không gửi lên hết thì end file thì mình không cần phải xử lý gì nữa.
Đó, nó khác cái anh client streaming ở chỗ là khi mà client nó ngắt nó thì mình gửi ribbon về cho nó đúng không? Còn lần này nó ngắt gửi cái nó không gửi nữa thì mình cũng ngắt luôn, mình cũng nghỉ chơi nó luôn ha. Rồi cần thiết thì mình lock ra, in lock ra chơi like ha. And up file à. Nghĩa là lock tới đây là mình biết là end up file rồi, nghĩa là claim tới đây là nó không không có gọi cho mình nữa rồi. Rồi trong trường hợp error mình cũng đã xử lý rồi. Vậy thì bây giờ sao, bây giờ mình có một cái anh mát ảnh là bằng bằng không đi, ví dụ vậy. Rồi thì bây giờ cái num của mình á nó sẽ bằng là cái request chấm, giờ mình implement cái thằng tìm tìm cái tìm mask thôi đúng không, tìm một anh nào đó tên mask, thì nếu mà num á mà nó lớn hơn hoặc bằng mask đó. Thôi, lớn hơn mask thôi thì mask bằng num. Rồi ok, ví dụ trong trường hợp này tôi không chơi số âm á nha, đó, nghĩa là cái mask của tôi là lúc nào nó dương hết đi, ví dụ vậy đi nhớ, thuật toán nó đơn giản, mình chỉ cái quan trọng ở đây là mình demo cái vụ bidirectional streaming chứ không phải là mình đi demo cái vụ thuật toán tìm 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 mask của mình ha. Rồi thì lúc này ở đây thì tôi muốn gửi cái mask này về cho anh server của anh client luôn, thì tôi lấy cái stream của tôi và tôi xem. Tôi gửi cái một cái response về thì nó sẽ là collator bb chấm file mask response, mình cứ viết tắt ở đây cho nhanh ha, thì mask nó sẽ bằng là mask. Rồi thì lúc này arrow nó bằng anh này. Rồi nếu như mà arrow nó khác nên, nghĩa là trong trường hợp tôi gửi mà nó bị error thì tôi sẽ lock cái error ra, lock phần tổ f là send mask error. Error và tôi return cái error luôn. Rồi, vậy thì nghe thì thấy nó có vẻ cũng đúng đúng rồi đó. Bây giờ mình bật terminal lên, mình chạy thử coi là nó đã chạy được chưa. Rồi sau đó mình sẽ implement cái phần client của mình. Rồi, mình thấy là cái calculator của mình nó chạy rồi, nghĩa là cái hàm này nó chưa có bị lỗi gì hết. Rồi tiếp theo, tên client. Thì tiếp tục mình sẽ đấy, bây giờ mình sẽ copy càng về sau này các ông sẽ thấy là càng record nhiều mấy ông copy paste càng nhiều ha. Con file map. Rồi ở đây tôi cũng comment cái này lại và tôi sẽ gọi cái hàm file mask của tôi.
Rồi. Rồi bây giờ em lên bên cái hàm format này. Thì cái hàm format của mình nó có hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là mình sẽ gửi nhiều cái request lên trên server. Câu chuyện thứ hai là mình sẽ nhận nhiều response từ server về. Thì mình sẽ sử dụng cái Go routine của anh Go này để mà mình demo cái việc đó. Nghĩa là mình sẽ cần có hai cái Go routine. Đúng không? Rồi, thì đầu tiên là mình sẽ lock đi. Rồi, lock print là calling file mask. Rồi. Thì đầu tiên là mình sẽ go fun cái function và chạy cái function đó. Nghĩa là cái function này là mình sẽ xử lý cái việc là gửi nhiều request nè. Và bây giờ mình sẽ làm gì ta? Đầu tiên là mình sẽ tạo ra nhiều cái request để mà mình gửi lên. Bây giờ mình làm một cái list đi. Cái list request đi. Đây 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 đây. Tôi thấy có cái để mà tôi copy rồi đó. Thấy chưa? Thấy không, thấy chưa? Không thấy gì chưa? Đó. Bây giờ cái này nó format thì nó sẽ trả về tôi một cái stream nè. Thấy chưa? Thì nó giống y như như cái anh mà cái gì ta? Cái này là Client Streaming API đó. Đó thì nó sẽ cũng sẽ trả về tôi một cái stream. Đó thì tôi cũng bắt đầu tôi làm y vậy ha. Nè, bây giờ bắt đầu tôi copy path mà mấy ông không thấy quản nữa thôi nè, nó tôi copy từ từ trên xuống dưới. Đó. Rồi tôi bắt vô đây. Rồi từ từ tôi sửa nghe, từ từ bình tĩnh. Này, tôi format thì tôi cũng vẫn ra một cái stream con file mask arrow. Rồi, cái list này của tôi thì bây giờ nó là cái file mask request. File mask request, file mask request, file mask request, file mask request, file mask request và file mask request. Ở đây nó xài số in nên là 4.2 này ông sẽ lỗi chắc nên tôi để còn lại số 4 thôi, là 5 ông. Được chưa? Rồi. Rồi thì cái giả sử là tôi sẽ gửi nhiều cái request ở trong này. Đấy. Tôi gửi nhiều request ở trong này. Được chưa? Thôi thì cái việc tạo cái list này tôi bỏ vô đây luôn đi. Đó, cho mọi người hiểu được là cái chỗ này là tôi đang là tôi cái khúc này là để gửi gửi nhiều request ha. Không cần phải nít ở ngoài. Rồi. Rồi tiếp theo là một cái go fun. Cái go routine. Cái phần này là để nhận nhận request về. Nếu mà ha, break ra, mình tắt cái dòng for này đi. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là mình sẽ xử lý cái việc nhận về. Thì cũng đơn giản. Nhận về thì mình lại lấy anh stream này. Rồi mình chấm ship
Này, tới đây thì mình có thể là mình xài stream, mình close send ở đây. Nghĩa là khi mà mình gửi hết rồi nè, thì mình có thể gọi close send ở đây. Ha, mình báo cho server biết là tôi đã gửi xong rồi, nó không cần phải giữ cái đường đường gửi đi nữa. Đấy. Rồi, bây giờ tôi nhận về. Tôi nhận về một cái thì sẽ là respond vào rồi. Rồi. Rồi ok. Đơn giản. Thì tôi nhận về nhiều mà. Rồi. Nếu mà error nó khác nên thì tôi lock luôn. Enter F không? Receive file mask arrow và tôi đưa cái arrow này vô, đồng thời là tôi break này. Rồi nếu như mà không có arrow thì tôi lock cái response nó ra. Chấm bring lại là cái mask hiện tại nó sẽ là respond chấm get mask. Rồi ok chưa? Đấy thì nhìn thì có vẻ là đúng rồi, nhưng mà các bạn sẽ để ý, nghĩa là nếu mà mình chạy hai cái go routine như thế này á mà mình không có một cái cờ gì đó để mà mình print đi, print line cái này nó sẽ báo lỗi ha. À, nếu mà mình không có cái cờ gì để mà mình chặn lại á thì nó chạy cái này, nó chạy cái này xong rồi nó tắt luôn cái hàm luôn, nghĩa là cái nó không chờ, nó không có chờ cho hai cái go routine này nó xử lý xong nó mới gọi là kết thúc cái hàm. Thì mình lúc trước ở trong những cái video trước về coroutine đó, mình đã dạy, mình cũng đã có hướng dẫn các bạn về cái việc là sử dụng channel. À, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình sử dụng một cái channel ở đây, nên là mình tạo ra một cái way channel là bằng là max chain, chain cái okay, empty struct đó, một cái empty struct. Thì ở đây xuống ở dưới đây mình đã chạy hai go routine rồi, thì mình sẽ bắt cái anh này ảnh chờ, nghĩa là bắt cái channel này kêu cái channel này nó block ngay tại đây, nó chờ một cái signal từ chờ một cái signal từ cái ông hai cái goroutine này á đó. Thì nếu như cái này nó bằng bằng io chấm end_file, có nghĩa là lúc này á, thì ông server cũng đã hoàn thành cái việc respond cho client rồi. Đúng không? Thì mình sẽ gọi cái hàm là close while. Rồi. Và mình lock đây luôn là ending file mask. Nghe tới đây là kết thúc ha. Đây là kết thúc. Rồi. Thì nhìn thì có vẻ đúng rồi đó. Giờ tôi chạy thử. Chạy thử coi là nó có đúng như giống như những gì mình nghĩ hay không ha. Chạy thử coi nó đúng như những gì mình nghĩ không. Nhiều khi code nhảy chứ nó chạy sai mất tiêu không chừng. Rồi, cd writer mac run client hồi hộp không sợ nó sai quá. Rồi chạy chạy đi nào.
Đấy. Rồi, ở đây nè. Nó đầu tiên là nó gọi cái file mask đúng không? Và nó khi mà thằng client nó gửi hết lên trên server thì server nó báo end of file. Và lúc đó thì client nó cũng nhận được cái ending file mask API, nghĩa là nó cũng đã vô được cái end of file. Đấy. Là nó vô được cái end of file. Và chỗ này đáng lẽ thì mình phải break ha. Break để cho mình cái gì vậy? Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Mình break, mình close while này, nghĩa là mình signal cho anh while này anh biết là tới đây để cho cái chỗ này nó chạy tiếp. Xuống đây nữa kết thúc cái hàm. Thì chỗ này mình break ra. À cái chỗ này nè các bạn, cái chỗ close while này nè. Để đây thì nó có khả năng nó sẽ gây ra lỗi nha. Mình sẽ chỉnh lại một xíu. Thì trong trường hợp mà lỡ như nó error nó vô đây nó break ra thì chỗ này nó cũng sẽ không 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 nhận được cái log signal, cho nên tốt nhất là mình sẽ để ở ngoài cái hàm for ha. Nghĩa là trong trường hợp nào mà nó chạy hết hàm for này thì nó đều close while ở đây. Nên đây một chỉnh sửa một chút xíu, nói thêm một chút xíu nó bất để cho cái code mình nó an toàn. Nó chưa có rõ ràng lắm đúng không? Đáng lẽ trên server mà lúc mà mình nhận cái request, mình lock cái request ra để mà mình biết là ok tôi nhận được cái gì ha. Thì lock ring ring app ha. Receive năm. Và tôi đưa cái năm vào. Có nghĩa là ở đây khi mà tôi nhận được cái request, tôi sẽ lock cái request đó ra và để tôi biết là tôi biết là tôi nhận được số bao nhiêu và tôi tìm cái mask của nó đúng hay không. Rồi, server nó chạy rồi. Bây giờ tôi sẽ chạy lại cái client. Chạy đi. Rồi, nhận được 5, nhận được 10, max là 12, nhận được 3, 4. Thì cuối cùng max vẫn là 12, end of file. Thì nó end cái file max API. Rồi, như vậy là mình đã implement xong. Và cũng khá là chính xác về cái gọi là cái bidirectional streaming. Mình bỏ qua cái vụ thuật toán, ví dụ chỗ mà tìm max, tìm min này đi. Nghĩa là mình chỉ đang demo thôi. Ha, mấy ông đừng có bắt bẻ tôi tại sao lỡ tôi nhập vô cái số âm thì sao ha. Tôi nói rồi, tôi đang giả định là tôi đang tìm max số dương thôi. Ha. Đó, thì ở video này mình đã demo cho các bạn xem được là làm như thế nào để mình có thể implement một cái bidirectional streaming API ở trong gRPC. Nghĩa là mình đã giới thiệu đầy đủ bốn cái loại API. Thì ở những video sau mình sẽ trình bày tiếp những cái khía cạnh ở trong gRPC, nó cũng khá là hay ho và cũng khá là quan trọng. Tất nhiên nó không quan trọng bằng việc mình define API rồi, nhưng mà nó cũng là một phần rất là cần thiết khi mà mình làm việc với gRPC. Rồi, hẹn gặp lại quý đạo hữu ở video sau. Nhớ comment cho mình biết là những cái thắc mắc hay là những cái gì các bạn muốn mình làm thêm, mình sẽ làm cho các bạn. See you again.